Ngày 8 tháng 11, Hội đồng Quản lý Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines đã ra thông báo cho biết siêu bão Haiyan đã tràn qua các khu vực miền trung nước này, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo thông báo, mưa lớn và gió giật mạnh với sức gió lên tới 235 km một giờ đã gây ra tình trạng mất điện ở nhiều khu vực miền trung và miền nam nước này. Tại tỉnh Cebu, 80% ngôi nhà ở các làng ở phía bắc tỉnh này đã bị hư hại, song không có thương vong về người. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo ở mức vàng đối với siêu bão Haiyan, cơn bão thứ 30 và được cho là mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay. Cơ quan này cảnh báo trong vòng 24 giờ tới, siêu bão Haiyan có thể gây ra những đợt sóng cao tới 5 đến 8,5 mét tại khu vực phía đông của Biển Đông và cao tới 8 đến 10 mét tại khu vực gần tâm bão, gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Tàu thuyền trên biển đã được yêu cầu trở về cảng tránh bão và các cơ quan chức năng tại khu vực ven biển tiến hành các biện pháp đề phòng và ứng phó với cơn bão này.